Chính chủ cần bán nhà xây mới 4 tầng tại phố Cầu Cốc, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Ngôi nhà là có hướng chính là hướng Bắc và diện tích là 35 mét vuông. Được chúng tôi thiết kế xây mới 4 tầng, đã có sổ đỏ chính chủ, đã lắp đầy đủ hệ thống điện, hệ thống nước. Mọi người là có thể chuyển đồ về và ở luôn. Chúng tôi sẽ hỗ trợ vay vốn ngân hàng tối đa là lên đến 80%. Đấy, và đây là ở ngõ ở phía trước ngôi nhà đây. Ngõ rộng là 3 mét, hai xe máy này có thể tránh nhau thoải mái. Và đây là ở phía trước tầng 1 của ngôi nhà. Toàn bộ hệ thống mặt tiền này được chúng tôi là ốp bằng gạch granite cao cấp. Hệ thống cửa là sẽ bao gồm là cửa sổ đây là bao gồm là bằng cửa nhôm kính, và cửa chính là sẽ có là cửa hai lớp. Ở bên ngoài là cửa xếp bằng inox và bên trong là cửa gỗ. Sau đây là tôi sẽ giới thiệu chi tiết của từng tầng ngôi nhà để cho mọi người có thể biết. Mọi người đang đứng ở phía bên trong đây là bên trong tầng 1 của ngôi nhà. Tầng 1 là sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng bếp, một phòng vệ sinh và một phòng khách. Đấy, diện tích 35 mét và được thiết kế rất là hợp lý, rất là rộng. Đây là cái khu vực bếp, mọi người có thể thấy là toàn bộ hệ thống tủ bếp chúng tôi là sử dụng là bằng gỗ lim Nam Phi. Kính ốp bếp là sử dụng là bằng kính cường lực cao cấp. Mặt bếp là sử dụng là bằng đá granite. Hệ thống sen vòi chậu rửa là hàng nhập khẩu Hàn Quốc. Đây là khu vực nhà vệ sinh. Có cửa vào nhà vệ sinh là sử dụng là bằng cửa nhôm kính cao cấp. Và bên trong nhà vệ sinh là sẽ có bồn cầu và máy bơm nước tổng cho toàn bộ ngôi nhà. Đây là cái khu vực ở phía bên ngoài phòng khách đây. Mọi người có thể nhìn thấy. Đó. Thiết kế rất là rộng. Toàn bộ hệ thống trần chúng tôi là sử dụng là trần thạch cao, sử dụng đèn led để chiếu sáng. Và hệ thống gạch lát nền là sử dụng là bằng gạch granite 60-60, hàng loại 1 cao cấp. Đây là cái khu vực phía cầu thang để đi lên trên tầng 2. Mọi người có thể thấy là toàn bộ hệ thống vách dựng này đấy, và hệ thống tay vịn cầu thang là được chúng tôi đều sử dụng bằng gỗ thịt hết. Mặt bậc và cầu bậc là được chúng tôi là sử dụng là bằng đá granite. Sau đây là tôi sẽ giới thiệu ở phía bên trên tầng 2 để cho mọi người có thể thấy rõ hơn. Với tầng 2 là sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng ngủ chính và một phòng vệ sinh để chúng ta là có thể nhìn thấy rõ đây. Đấy, toàn bộ đây là tầng 2. Thiết kế rất là rộng, rất là thoáng. Trần là sử dụng là trần thạch cao. Nát nền là dùng mà sàn gỗ. Đây, cửa đi vào phòng mà sử dụng là bằng cửa kính cường lực, cửa lùa. Có cửa sổ mở ra phía bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí. Đấy, chúng ta sẽ có hai cửa sổ. Một cửa sổ ở phía bên hông, một cửa sổ ở phía đằng trước của ngôi nhà đây. Đây là khu vực nhà vệ sinh. Đấy, nhà vệ sinh là được chúng tôi là sử dụng là cái cửa là cửa nhôm hệ cao cấp. Hệ thống lavabo này, hệ thống bồn cầu này, hệ thống sen vòi này đều được chúng tôi lắp đặt hoàn thiện hết. Hệ thống gạch nát nền và gạch ốp nát là sử dụng là bằng gạch 30-60, hàng cao cấp loại 1. Đấy, mọi người có thể là nhìn kỹ, đây là cái nhà vệ sinh ở tầng 2. Sau đây là tôi mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 3. Đấy. Tầng 3 là chúng ta sẽ thiết kế là bao gồm 2 phòng. Một phòng ngủ ở phía bên trong và một phòng ngủ ở phía bên ngoài. Đây là phòng ngủ ở phía bên trong đây. Có cửa thông phòng là bằng cửa gỗ thịt, gỗ lim Nam Phi. Có cửa sổ mở ra bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí. Lát nền là bằng sàn gỗ. Đấy. Còn có thể là nhìn rõ toàn bộ đây là cái không gian ở bên trong phòng ngủ phía bên trong. Và đây là phòng ngủ ở phía bên ngoài. Chúng ta cũng có cửa sổ mở ra bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí. Sử dụng là cửa thông phòng là bằng gỗ lim Nam Phi. Đây, sàn gỗ này nát nền. Và đây là nhà vệ sinh. Đấy, nhà vệ sinh đã được chúng tôi lắp đặt hoàn thiện hết. Toàn bộ là bồn cầu này, lavabo này, sen vòi, bình nóng lạnh là tất cả đều đã hoàn thiện hết. Đấy. Cửa thông nhà vệ sinh là cửa bằng nhôm kính cao cấp.
Sau đây là tôi mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 4. Đấy, tầng 4 của chúng ta là sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng thờ, một khu vực giặt đồ và một khu vực sân phơi. Đấy, thì đây là toàn bộ cái không gian ở trên tầng 4 của chúng ta đây. Đấy, ở phía bên trong này là phòng thờ, để chúng ta là có cửa sổ để lấy ánh sáng và không khí này. Đấy, chúng ta có cửa thông phòng này. Đấy, tất cả đều đã hoàn thiện hết. Đây là cái khu vực sân phơi. Đấy, được chúng tôi hoàn thiện này, toàn bộ là hệ thống chuồng cọp, hệ thống cửa sổ đều đã được gia cố rất là an toàn. Đấy, an ninh cực kỳ tốt. Và đây là cái khu vực dùng để máy giặt và giặt đồ. Chúng tôi đã thiết kế sẵn là toàn bộ hệ thống vòi nước chờ, hệ thống điện. Đấy, để cho mọi người là có thể là lắp đặt được luôn. Rồi, có thể thấy là quay khu vực của ngôi nhà đây, toàn bộ đều là khu vực nhà cao tầng, khu vực chung cư ở rất là đông đúc. Đấy. Đi lại rất là thuận tiện, xung quanh đầy đủ tiện ích, trường học, bệnh viện, siêu thị, ủy ban nhân dân. Như tôi vừa giới thiệu cho tất cả mọi người, đấy là ngôi nhà được xây mới 4 tầng, sổ đỏ chính chủ, có diện tích là 35m và hướng chính là hướng Bắc, đang được chúng tôi chào bán với giá là 2 tỷ 250 triệu, nằm tại phố Cầu Cốc, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Mọi người có nhu cầu mua nhà hoặc là tư vấn thêm thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video nếu như mà thấy hay và có nhiều thông tin bổ ích thì có thể like video và chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Nhớ ấn đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video giới thiệu về nhà và các bất động sản khác cần bán của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Xin chân thành cảm ơn.